Huy xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì Huy xin phép được cập nhật giới thiệu cho quý anh chị một số những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có các anh chị. Thì Huy sẽ báo giá niêm yết hiện tại đang có mặt tại công ty. Và bên Huy thì đang hỗ trợ ưu đãi giảm giá rất là tốt. Giá thì bên Huy ưu đãi từ 5 cho đến khoảng 30 triệu nha anh chị nha. Tùy vào những cái dòng xe thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ. Chiếc xe Toyota Corolla Tiết 1.8G 2019 các anh chị, đi 30.000 số, xe biển số Khánh Hòa, màu bạc các anh chị nha. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy niêm yết giá là 585 triệu. Tiết 2019 màu bạc. Ok rồi, chiếc xe Tiết thứ hai là chiếc xe Toyota Corolla Tiết 2017. Đi được 56.000 cây số, màu bạc. Và hiện tại thì chiếc xe này thì bên Huy mới vừa mua về các anh chị. Giá niêm yết là 535 triệu. Xe này thì chủ xe có trang bị đầu DVD Android này các anh chị, rất là lớn luôn. Có camera hành trình ghi hình. Rồi rất là nhiều những cái option được trang bị trên chiếc xe này. Thì anh chị nào quan tâm đến chiếc xe phân khúc hạng C thì đây là chiếc xe gia đình đi, còn khá là ok các anh chị. Toyota Corolla Tiết 2017 nha chị, biển thành phố, biển số cũng rất là đẹp luôn. Đấy, thì anh chị quan tâm thì liên hệ. Huy sẽ sơ lược về giá để cho quý cô chú anh chị mình nắm. Và hiện tại thì giá bên Huy đang hỗ trợ rất là tốt, dao động từ 5 cho đến 30-35 triệu luôn nha các chị. Đấy, rồi khu vực xe đã hoàn thiện khâu Marukuri, khâu làm đẹp. Thì Huy cũng sẽ giới thiệu sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Về giá, phía đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2019, gốc thành phố nha anh chị. Gốc thành phố, đi mới được 54.000 số thôi, xe màu bạc. Xe này thì full option, màu bạc rất là đẹp nha anh chị. Thì hiện tại chiếc xe này bên Huy đang niêm yết giá là 606 triệu. 606 triệu. Đấy, Innova 2019. Xe rất là đẹp luôn anh chị, rất là đẹp nha. Xe này thì chủ xe đi khá là kỹ, ngoại thất thì hầu như là còn nguyên bản, còn zin. Còn nội thất bên trong thì chủ xe cũng dán đề can hết rồi các anh chị. Dán đề can cửa, khu vực cửa, ghế da, những khu vực bật lên xuống này, chủ xe dán hết luôn. Khu vực này dán luôn các anh chị ha. Đó, cho nên xe này thì khá là chất lượng. 606 triệu các anh chị, xe gốc thành phố nha. Đó, anh chị nào mà có hộ khẩu thành phố thì anh chị sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Đó, xe rất là chất lượng luôn. Rồi, chiếc xe Mazda CX-5 2.0 2015 biển thành phố, đi được 94.000 cây số. Và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy đang niêm yết giá là 520 triệu. Giá này biết nha anh chị. Và hiện tại thì bên Huy đang giảm rất là tốt. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với Huy. Còn đây là chiếc xe Mitsubishi Outlander các anh chị. Outlander phiên bản 2.4 là phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Outlander, bản Premium nha anh chị. Xe màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy đang niêm yết giá là 737 triệu. 737 triệu. Xe đẹp lắm quý chị. Nội thất còn thơm phức. 2019. Có cửa sổ trời, rồi có chế độ cruise control, rồi phanh tay bằng điện, rồi cốp điện, rất là nhiều. Thì anh chị nào quan tâm đến cái bản Mitsubishi Outlander 2.4 chạy rất là sướng nha anh chị nha. Hai cầu chạy cực kỳ đã luôn. Giá thì chỉ có 737 triệu thôi, niêm yết các anh chị. Rồi đây là chiếc xe Toyota Rush 7 chỗ gầm cao 2020 luôn, biển tỉnh. Thì hiện tại chiếc Rush này thì bên Huy đang niêm yết giá với một mức giá chỉ có 562 triệu. Thì hiện tại giá trên thì bên Huy còn đang hỗ trợ giảm rất là tốt. Cho nên là quý anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Mới đi được khoảng tầm 38.000 cây. 38.000 cây xe Rush các anh chị. 562 triệu. Màu bạc khá là đẹp. Rồi chiếc xe Toyota Vigo 2018 biển tỉnh. Thì hiện tại xe đi được khoảng 60.000 cây số. 60.000 cây số. Vigo số tự động các anh chị, nhập khẩu qua. Nhập khẩu nguyên chiếc tiền 328 triệu. 328 triệu giá niêm yết. Còn chiếc xe này thì biển thành phố, Vigo 2019, xe đi được 29.000 cây. Đó, biển thành phố. Thì hiện tại chiếc xe này thì bên Huy đang niêm yết giá là 350 triệu.
350 triệu số tự động, đi khá là ok các anh chị. Còn đây là chiếc xe Atis 2022 luôn các chị, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái nha. 1.8G đó, xe 1.8G màu đen, rộng rãi thoải mái, một chiếc xe thuộc phân khúc hàng C, mới đi được có 27.000 số thôi. Thì hiện tại chiếc xe này thì bên Huy đang niêm yết giá là 682 triệu, có công tắc rồi và cửa thông minh này, dán phim, che mưa, ghế điện, da đục lỗ, có đầy đủ hết các chị. Đấy, thì giá thì bên Huy giá công bố nha chị nha, còn giá thì bán thì bên Huy sẽ giảm cho quý anh chị nào có nhu cầu. Thì có nhu cầu về xe thì cứ liên hệ với Huy. Đây là chiếc Atis 2018 thì Huy đã có khách đặt rồi và đang chờ hoàn thiện khách vô nhận xe. Còn đây là chiếc xe Vios G 2019 các anh chị, 18.000 cây thôi, biển thành phố. Vios G nha, bản cao cấp nhất của dòng Vios màu trắng. Ngoại thất và nội thất của chiếc xe này thì hầu như là còn nguyên bản, còn zin các anh chị, xe đẹp lắm. 470 triệu là giá niêm yết của sản phẩm. 470 triệu nha anh chị nha. 470 triệu. Đấy. Đây, xe này xe của khách. Chiếc này là 608 triệu, 608 triệu, Toyota Innova số sàn, đi được 59.000 cây số, biển thành phố. Đấy, xe màu bạc luôn anh chị. Còn chiếc xe này là 1.040 triệu, Toyota Fortuner máy xăng một cầu màu trắng ngọc trai, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Đấy, xe khá là chất lượng, mới đi được có mười mấy nghìn cây thôi, 14.000-15.000 cây thôi các chị. 2021 nha, máy xăng một cầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Thì anh chị cứ nắm qua về giá, và anh chị thích chiếc xe nào thì cứ liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn nha anh chị. Còn chiếc đây là Innova số tự động 2017 các anh chị, 577 triệu thôi. Innova số tự động 2017 đó. Xe biển số hiện tại xe này là biển số 72 ha, biển số 72 61A71092 các anh chị, biển số ở Bình Dương, Bình Dương. Còn chiếc xe này là Innova 2020 số sàn các anh chị ha, 2020. Thì hiện tại đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết với một mức giá là 628 triệu Innova số sàn 2020 các anh chị, 628 triệu. Thì Huy cũng sơ lược cho anh chị và các bạn mình nắm sơ về giá của một số những cái sản phẩm bên Huy đang có. Thì hiện tại bên Huy Innova số tự động thì bên Huy đang có hai chiếc các anh chị. Một chiếc xe 2019 2019 thì bên Huy đang niêm yết giá là 668 triệu màu bạc biển Bình Dương, và một chiếc xe 2020 38.000 cây số 682 triệu xe biển số Vũng Tàu. Thì đó là một số những cái thông tin về một số những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Thì quý cô chú anh chị nào đang quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì cứ liên hệ với Huy, Huy sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ cho quý cô chú anh chị về giá cũng như là về thủ tục để anh chị có thể mua về cho gia đình mình những chiếc xe chất lượng để phục vụ cho việc đi lại ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận được những sản phẩm mới về tại công ty để mua về sử dụng cho gia đình ạ. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.